Mời các bạn cùng đón nghe phần 2, tiểu thuyết văn học chiến tranh của tác giả Đình Kính. Sóng chìm. Dân trong vùng gọi Lân Cổ bằng cái tên nôm na, chợ cá. Gọi vậy có lý bởi mấy thứ người làng cắt kiếm được từ biển, hết thảy đều mang lên chốn này bán. Muốn sắm bộ quần áo, cái giường, cái rổ, cái giá thiếp giấy đều phải lên đó. Chỗ mua bán thì gọi là chợ, cũng có người kêu Lân Cổ là thị trấn. Nhưng trong bản đồ hành chính, Lân Cổ được định danh bằng cái tên chẳng ra ta cũng không phải Tây Tàu, thị tứ. Lân Cổ không rộng nhưng nằm kề quốc lộ tiện giao thông, lại khít bên làng Cát, một làng biển có nghề đánh bắt hải sản lâu đời, nên người tứ xứ khôn ngoan kéo về đây sinh cơ lập nghiệp. Họ thu gom tôm cá chất lên xe chở đi và tha lôi đủ thứ đồ nhựa, đồ ni lông và vô số mặt hàng làm từ bên Mỹ, Thái Lan, Phi Luật Tân về. Từ ngày có tiểu đoàn rồng biển, tiểu đoàn lính chính quy của thiếu tá hai dạng đóng quân Lân Cổ càng sầm uất. Nhiều quán giải khát, quán bar, phòng nhảy mọc lên. Gái tứ chiếng đánh hơi được có chỗ kiếm ăn, cũng hấp hởi đua nhau lượn đến. Lính có nhu cầu gì, những người chuyên kinh doanh thính nhạy đáp ứng liền. Có cầu khắc có cung. Tối đến Lân Cổ náo nhiệt, âm thanh từ những chiếc loa thùng mới tậu, được vặn hết cỡ tràn ra đường. Đèn xanh đèn đỏ nhập nhòa, các quán nhậu gần như mở thông đêm. Khách vẫn là lính rồng biển, bảo an dân vệ. Hai dạng về tới đồn, trời đã khá khuya. Anh vừa dựng xe bên phòng, thì gã hạ sĩ công vụ chạy tới. Thưa, có đại úy Ba Hoàng vẫn chờ thiếu tá tại phòng khách. Hai dạng không đáp, anh lẳng lặng đẩy cửa bước vào. Ba Hoàng vội đứng lên. Thưa thiếu tá, có việc gì gấp vậy? Khuya rồi. Ngồi đi. Hai dạng vào phòng trong, thay bộ pyjama bước ra. Làng Cát lâu nay không an toàn. Nếu xuống đó thiếu tá cần cẩn thận và nên đi bằng ô tô. Đó là chuyện riêng của tôi. Hai dạng ngồi xuống ghế đối diện với Ba Hoàng, giọng không mấy vui. Đại úy gặp tôi chắc không phải vì việc đó. Dạ đúng thưa thiếu tá. Mụ Tư Đợn. Sao, mụ ấy chết rồi? Chết rồi, tắc trách, hết sức tắc trách, tôi đã nói hoài mà mấy ai nghe. Họ là dân đen, họ không phải đối tượng, mục đích đâu phải mấy người đàn bà đó mà là những kẻ cầm đầu, những kẻ nguy hiểm. Thưa thiếu tá, loại người như Tư Đờn cũng hết sức nguy hiểm, phải dằn mặt, đành rằng tụi lính của tôi có quá tay, nhưng... Quá tay, tính mạng một con người mà dửng dưng vậy sao? Đại úy đã nghe câu này chưa? Tạo ra lửa lửa sẽ liếm mặt. Vụ bắt bớ, tàn sát ở làng Cát vừa qua chắc cũng vì quá tay. Đại úy đã nghe dân làng Cát đang réo quốc gia là bất nhẫn chớ. Muốn thắng trong cuộc chiến này phải được lòng người. Dân làng Cát vốn có thâm thù với quốc gia. Bởi sao? Bắn giết vô cớ. Bởi coi mạng người quá nhẹ. Đại úy chớ kẻ thù riêng vào sứ mệnh quốc gia nghe. Đôi bên càng đua nhau giết hại càng thêm oán thù. Với loại cứng đầu phải có biện pháp rắn. Thưa, tôi định sáng mai đưa xác mụ Tư Đờn về làng Cát nhân đó răn đe. Muốn trình thiếu tá. Răn đe, đó đã phải biện pháp hay. Tôi là người làng Cát, nên tôi rõ người làng Cát. Càng nhu nhược, dân ở đó càng lấn tới và nhờn. Không đơn giản như đại úy nghĩ đâu. Triết lý phương Đông là lấy nhu chế cương. Nếu thiếu tá cho phép, biện pháp nào phục vụ lý tưởng quốc gia hữu hiệu đều cần thực thi. Câu đó trong Kinh Thánh là để đạt được mục đích, biện pháp nào cũng tốt. Ba Hoàng đi rồi, hai dạng ngả người ngồi lặng trên ghế. Thằng cha cả chớn, dựa thế là người của đại tá Hưng nên hay làm càn, hai dạng bực bó nghĩ. Hai dạng vốn không ưa những biện pháp bạo lực một cách thái quá, mang tính vô chính phủ hằn học trả thù cá nhân. Mục đích của hai dạng rất rõ ràng, bổn phận là phụng sự lý tưởng tự do của quốc gia và sự phồn thịnh của dân tộc trong ý thức văn hóa và nhân văn. Với Cộng sản phải kiên quyết tiễu trừ, vì đó không chỉ là mầm họa trước mắt mà còn là mầm họa lâu dài,
nhằm bảo vệ sự tồn tại chính đáng của chính thể Cộng hòa theo đường lối tự do, trong một lãnh thổ độc lập. Nhưng như vậy không có nghĩa phách lối, dọa nạt và có những hành vi vô luân với dân thường. Dân bao giờ cũng là gốc của mọi sự, vừa phải cải hóa họ vừa phải biết dựa vào họ. Không ý thức được điều đó, khó bề giành thắng lợi trong cuộc chiến dai dẳng rằng co này. Đã nhiều lần, hai dạng trình bày quan điểm của mình trước thượng cấp và đồng nghiệp. Nhiều người ủng hộ, nhưng không ít kẻ dè bỉu cho rằng hai dạng nhu nhược, thiếu tư chất mạnh mẽ quân nhân và sự quyết đoán cần thiết, nhiều lúc buộc phải nhẫn tâm của một sĩ quan quân lực Cộng hòa. Tuy vậy, cấp trên và cả các chiến hữu đồng liêu, đồng niên không ai không thừa nhận hai dạng là một sĩ quan có học, hăng hái và mẫn cán. Ngay Bao Hoàng, phó của hai dạng, không mấy ưa cách xử sự nhiều khi thiếu kiên quyết nửa vời của viên thiếu tá, nhưng trong thâm tâm kẻ vô chữ này vẫn có chỗ dành để quy phục, nể trọng. Không hẳn vì hai dạng là cấp trên trực tiếp của y, mà bằng những nhận biết bản năng vô thức, Ba Hoàng rõ rằng hai dạng là người hết lòng vì lý tưởng quốc gia. Con người này am tường nhiều điều và biết áp dụng những kiến thức đó trong điều hành, trong chỉ huy. Và nữa, Ba Hoàng quá dành rằng hai dạng là người đàng hoàng, dửng dưng với những nhu cầu vật chất, không cầu cạnh, không ham hố quyền chức, cũng không trai gái cờ bạc rượu chè như phần đông các sĩ quan khác. Thời hai dạng mới được điều về đây, viên đại úy hết sức ngạc nhiên khi thấy những lúc rảnh rỗi, hai dạng tự giam mình trong phòng và chỉ làm một việc là chúi mũi vào sách vở. Hai dạng nghiền sách như người khác nghiện ma túy, nghiện gái. Hai dạng đổ người ra ghế, với tay lấy cuốn bàn về chủ nghĩa duy vật vấn đề cạnh bàn. Viên thiếu tá có thói quen đọc một cái gì đó trước khi đi ngủ. Nhưng khác với mọi bận, tối nay những con chữ chỉ lướt qua một cách vô hồn, vô nghĩa, mắt dán vào trang giấy, nhưng đầu óc hai dạng lại mông lung nghĩ đến chuyện khác. Hình ảnh Tư Nhâm, rồi hình ảnh người đàn bà đã công khai đoạn tuyệt với hai dạng, thậm chí ngang nhiên đi theo viên đại úy dù to con chập chờn chắp nối hiện lên, lướt qua. Cuộc đời cứ như trò bỡn cợt tinh quái của thượng đế ngỡ rối rắm ngẫu nhiên, nhưng xét kỹ thì không phải thế. Mọi sự ở đời có lẽ đã được sắp đặt sẵn trong một trình tự định mệnh, bởi bàn tay nhào nặn vô hình có quyền năng tối thượng nào đó. Tình cờ gặp lại Tư Nhâm tại làng Cát, viên sĩ quan cho rằng đó cũng là sự sắp xếp thú vị có chủ ý của số phận, và hai dạng tin vào kết quả của sự sắp xếp đó. Con người Tư Nhâm, bằng những gì hai dạng cảm nhận, hình như đã tạo nên một trường lực làm xáo trộn, làm thay đổi cuộc đời vốn đơn điệu có cái gì đó, nói như bạn bè vẫn diễu, nhàn nhạt và bất cần nơi anh. Hai dạng cũng ngạc nhiên nhận ra sự khác lạ trong mình. Chưa bao giờ anh có tình cảm mãnh liệt say mê, đắm đuối dằn vặt đến khổ sở như thế. Ngay cả lần yêu đầu tiên, tình cảm ấy hình như cũng chỉ là một tia chớp tựa sự ngẫu hứng nhất thời, một bản năng đã trở thành thói quen vốn hình thành ở con người trong quá trình tiến hóa. Nhưng tình yêu đối với Tư Nhâm khác hẳn. Nó vừa là nhu cầu tự thân, vừa là định mệnh. Nó đan xen giữa những kỷ niệm, những tình cảm đã có đến lúc trỗi dậy và những tình cảm mới hình thành, do va đập và trải nghiệm. Nó hòa trộn giữa sự khát thèm bản năng giống đực trước con cái, có nhiều khả năng gợi mở nhu cầu đực kia cộng ý thức người lượm lặt qua sách vở. Tình yêu của hai dạng vừa ẩn chứa nét lãng mạn, vừa mang sắc thái đời thường, đau khổ và hy vọng, thấp thỏm và lo lắng. Tư Nhâm càng có ý ngại ngần mặc cảm, hai dạng càng cuống quýt mê cuồng. Tình yêu là gì? Hai dạng không thể lý giải. Trước khi gặp lại Tư Nhâm, anh chưa bắt gặp tình cảm như vậy. Thời Thiện Trang bỏ hai dạng theo người đàn ông khác, nói rằng không đau không đúng nhưng chỉ thời gian rất ngắn anh đã nguôi ngoai, lấy lại được thăng bằng. Sự không trung tình của người vợ khiến hai dạng trở nên lạnh lùng dửng dưng chán ghét đàn bà trong ý thức tự trọng, chứ không hành hạ anh về mặt tinh thần cũng như thể xác. Thậm chí, có lúc anh quên rằng mình đã từng có một đời vợ. Tình cảm dửng dưng ấy phải chăng bởi giữa anh và Thiện Trang có quá nhiều sự khác biệt trong lối sống, hay vì tình yêu đến chóng vánh nên ra đi cũng vội vàng,
Những năm đó lúc còn đồn trú tại thành phố biển Nha Trang, Hai Dạng là một sĩ quan trẻ hào hoa. Anh có khuôn mặt đượm buồn, hao hao khuôn mặt các thi nhân thời Trung Cổ và ánh nhìn ngơ ngác ngây thơ. Nhưng nét ngu ngơ ấy lại gây được sự chú ý của phái đẹp. Các cuộc vui ở câu lạc bộ quân nhân, nhiều cô nhiều bà muốn được anh mời nhảy. Hai Dạng có bước đi đẹp, cái hất mặt điệu đà gây ấn tượng phong thái lịch lãm. Những lúc vắng anh trên sàn, người ta cảm giác như hôm đó thiếu thiếu cái gì. Anh và Thiện Trang gặp nhau, trong một lần anh mời cô nhảy. Đúng hơn là cô gợi ý để buộc anh phải mời cô. Hai người làm quen rất nhanh. Hết điệu tăng gỗ anh đưa Thiện Trang lại bàn và gọi cho cô soda, còn mình uống một ly nhỏ rượu nhẹ. Thời gian uống hết ly nước và những câu chuyện chắp nối, đủ tin cậy để Thiện Trang nhờ Hai Dạng đưa mình về. Họ đi dọc bãi biển, bàn chân lún trên cát. Đêm về nước đứng sóng lười nhác mải lên bãi. Âm thanh nhẹ nhẹ tựa hơi thở mệt nhọc cảm giác đại dương đang lưu thiêu ngủ. Thiện Trang thú nhận rằng cô để ý đến anh đã lâu. Hai Dạng cười cho rằng người đẹp giễu mình. Yêu nhiều rồi mà không hiểu tâm lý phụ nữ. Yêu ư, đời lính tội nghiệp mà. Sao, người như anh các quý mợ ở phòng trà lại buông tha? Nghĩa là sao? Anh chưa đến với đàn bà thiệt. Hai Dạng không hiểu. Anh dừng lại nhìn ra biển. Ngoài xa thuyền câu mực đỏ đèn như sao xa. Trả lời đi chớ. Trả lời, tôi là kẻ vô duyên. Câu chuyện nhấm nhẳng không đâu vào đâu đại loại như vậy. Đưa họ đi hết bãi biển. Đến mút con đường, Thiện Trang chủ động vòng trở lại. Hai Dạng ngoan ngoãn bước theo. Nhà Thiện Trang ở đâu? Anh vội à, em muốn đi suốt đêm nay. Biển đẹp quá, anh không thấy vậy sao? Sau ngày cưới, hình như hai người vẫn chưa hiểu hết về nhau. Đêm tân hôn Hai Dạng lóng ngóng hệt một gã trai mới lớn. Khi nhìn thấy cơ thể lăn lằn của Thiện Trang không một mảnh vải trên người trắng hồng, thành thạo và chủ động phơi dưới ánh đèn ngủ, anh ngợp thở gấp run lên luống cuống. Máu dồn lên đầu, anh hấp hà quờ quạng rồi líu díu trườn lên. Không phải vậy, không phải vậy. Thiện Trang sợ hãi la to, nhưng cô đã không cứu vãn được tình thế. Sự phấn khích thái quá, trong nỗi ham muốn ít chuẩn bị của người đàn ông nơi Hai Dạng, khiến khúc dạo đầu thất bại. Hai Dạng đã ném đá vào chỗ không người. Thiện Trang nhanh chóng hiểu điều gì xảy ra. Cô thất vọng vùng dậy, khoác vội chiếc áo liền váy mỏng tang và mặc cho Hai Dạng liều xỉu ngơ ngác. Cô chán trường rời giường ngủ và bực bõ đổ xuống chiếc sa lông. Đụt! Từ cổ họng Thiện Trang vô thức buột ra một tiếng. Anh xin lỗi. Anh sẽ... Hai Dạng buồn bã nói, tỏ ra là người biết lỗi và gượng gạo mon men lại gần vợ. Thiện Trang khẽ thở dài, không để ý đến sự vò đầu bứt tai hối lỗi của anh. Cô với cốc nước trắng rồi lẳng lặng bước ra hành lang nhìn xuống biển. Nhưng những hôm sau tình thế khác hẳn. Thiện Trang đã khôn ngoan và kinh nghiệm, biến Hai Dạng thành con gấu dũng mạnh sung sức. Anh lấy lại được phong độ một con đực khỏe mạnh, đam mê. Song mọi nỗ lực cũng chỉ đáp ứng được phần nhỏ sự ham muốn, có cái gì đó thái quá ở người vợ trẻ. Hai Dạng hết sức ngạc nhiên về sự đòi hỏi của Thiện Trang. Trời phú cho người phụ nữ này năng lực ít thấy. Nhu cầu của cô gần như vô tận, cô không chấp nhận có khoảng trống nghỉ ngơi. Đêm nào Thiện Trang cũng vần vò và hành hạ Hai Dạng bá bời. Anh đã gắng, nhưng mọi sự cố sức chỉ là muối bỏ bể. Sáng ra anh tá tượng liêu siêu ra khỏi nhà. Đó là khoảng thời gian Thiện Trang thư giãn nghỉ ngơi hồi lại sức, để đêm đến chủ động thả phanh làm con kế hung dữ. Cuộc sống gia đình dịu ngọt, hạnh phúc. Tối tối hai người đưa nhau đến quán trà, đến câu lạc bộ. Thời đó Nha Trang vẫn yên ả. Tin tức về những cuộc đụng độ đâu đó với Việt Cộng vọng tới, không làm thành phố mất đi những cuộc vui. Bãi tắm vẫn đông khách, quán bar tấp nập người vào ra. Câu lạc bộ quân nhân ít khi vắng mặt các sĩ quan, và đường phố vẫn vờn ve dìu dặt gái điếm. Hai Dạng vốn ít có nhu cầu, anh bằng lòng với cuộc sống dung dị của mình. Thiện Trang lại khác, hình như vẫn có cái gì đó chưa thỏa mãn. Cô mua sắm ngày mỗi nhiều,
vài ba hôm lại tậu một bộ quần áo loại xịn đắt tiền, giày dép không còn chỗ cất, và thích xuất hiện ở các vũ trường, hầu như đêm nào cũng bắt hai dạng đưa tới. Giờ nghỉ giữa hai cuộc nhảy cô không uống soda nữa, cô khoái rượu mạnh. Hai dạng có những dấu hiệu mệt mỏi, anh đề nghị mỗi tuần chỉ đến vũ trường hai lần. Anh muốn có thời gian đọc sách, em đành đi một mình vậy. Mọi chuyện nảy sinh từ đó. Gã đại úy Dù, đầu tiên chỉ xuất hiện trong câu chuyện kể của Thiện Trang. Lão ấy mời em nhảy, rồi mời đi dạo bãi biển. Ở vũ trường về Thiện Trang tụt váy áo ra sàn, hăm hở khoe, trông bộ ga lăng lắm. Em đang nói tới ai, bạn mới phải không? Và hôm sau, hắn nói rằng hắn biết anh. Ai, cha đại úy Dù, hình như hai người cùng học ở trường võ bị. Lão mới chuyển qua Nha Trang, làm công tác tham mưu ở quân đoàn 2. Vậy à, hai dạng đặt cuốn sách xuống xa lông em biết anh ta học khóa mấy không? Lão có cái tên rất điệu đà, Nguyễn Long Trần Hùng. À, thằng Hùng cổ, cao to và tán gái rất mà. Coi bộ cũng dễ thương. Nhưng hôm kế đó, mãi gần sáng Thiện Trang mới mò về. Khác với mọi lần cô không hành hai dạng nữa, thậm chí khi anh có ý hỏi chuyện cô mệt mỏi ngáp. Ngủ nhé, em mệt lắm. Thiện Trang thiếp đi rất nhanh. Sau đó là chuỗi ngày hai dạng trong đèn chờ vợ. Nhưng Thiện Trang không về. Cô có nhu cầu đi cách đêm. Chừng tháng sau, buổi chiều, khi hai dạng vừa ở nhiệm sở về đã thấy Thiện Trang ngồi ở phòng khách, có ý chờ. Cạnh cô là mấy chiếc vali khá to. Hai dạng ngạc nhiên. Em định. Thiện Trang không mảy may bối rối. Cô chỉ chiếc ghế. Anh ngồi. Em muốn nói chuyện với anh. Em không thích biến mình thành kẻ dối trá. Anh không đáng phải chịu như vậy. Em sẽ đi khỏi đây. Thằng Hùng phải không? Chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Ừ, cứ cho rằng em là kẻ phiêu lưu. Nhưng cuộc đời ngắn lắm. Em thừa nhận mình ích kỷ. Em chỉ sống cho bản thân chỉ nhằm thỏa mãn mình. Em không rõ ràng đó đã phải tình yêu chưa. Nhưng thấy hợp thấy không thể thiếu con người đó. Em cần người đàn ông ấy. Anh thứ lỗi nhé. Giọng Thiện Trang giáo hoành. Sau này khi đã an bài, hai dạng có thù hận nhưng cũng thầm cảm ơn sự sòng phẳng, trung thực ở người phụ nữ đa tình này. Hai dạng trốn khỏi Nha Trang vì nhiều lẽ. Anh muốn ẩn mình. Anh muốn quên quãng thời gian ngắn ngủi có nghĩa và vô nghĩa vừa qua. Hai dạng cần tập trung tâm lực vào công việc phụng sự lý tưởng quốc gia. Ai dè, nếu mỗi cuộc đời đều đã được định sẵn, thì rõ ràng việc gặp lại Tư Nhâm ở làng Cát là nằm trong sự sắp đặt ấy. Nó làm đảo lộn tình cảm và cuộc sống của hai dạng, thì đó là lẽ hiển nhiên. Hai dạng tin như thế. Khu rừng có cái tên là lạ, rừng ẩn. Có người kể xưa kia đây là chốn cư ngụ ẩn nấp của nhiều loài thú dữ. Chúng thường về làng quậy phá gây lắm hiểm họa, thậm chí đã có kẻ mất mạng. Lại có người nói khu rừng là nơi ẩn náu của bọn đạo tặc Thảo Khấu, bọn tội phạm chống đối triều đình. Ban ngày chúng ẩn trong những hốc cây hẻm núi, đêm về túa ra đường cái cướp bóc. Dân trong thị tứ Lân Cổ thì giải thích, hồi đánh Chiêm Thành Lê Thánh Tông đã bí mật lấy khu rừng nay làm điểm giấu quân, ẩn tướng nên mới có tên rừng ẩn. Ở làng Cát vẫn lưu truyền câu chuyện rằng, thuở xưa xưa khi làng Cát và Lân Cổ chưa mang tên còn hoang sơ chỉ là đám bùn lầy lội, có đôi vợ chồng trẻ nọ từ đâu xa lắm kéo tới lập nghiệp. Năm tháng qua đi, họ sinh hạ được hai cậu con trai rất khôi ngô tuấn tú. Chồng làm nghề trải lưới, ngày ngày ra biển kiếm tôm bắt cá. Vợ khai khẩn đất hoang, trồng cây gieo lúa và chăm nom con cái. Nhưng cuộc sống hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Một ngày nọ nhà vua đã lần ra manh mối hai người và phái lính tới bắt để dẫn giải về kinh. Người vợ chính là công chúa con gái út Đức Kim Hoàng Thượng, còn chàng trai là gã đánh cá chiều chiều vẫn thả trôi thuyền dọc sông và ngồi trên mũi thổi sáo. Khi trước, tiếng sáo của chàng như có ma lực khiến mây ngừng trôi, chim ngừng bay và cây cỏ râm ran hòa theo. Mỗi lần tiếng sáo réo rắt cất lên, đất trời một vùng sao động. Chiều về công chúa đứng trên lầu thổn thức, chờ đợi lắng nghe tiếng sáo.
Âm thanh dìu dặt lúc bổng khi trầm phát ra từ đoạn sáo trúc lan tỏa, khiến con gái út Đức Vua Sao Xuyến, công chúa cảm mến tiếng sáo, rồi đem lòng yêu chàng ngư dân. Thỉnh thoảng nàng vẫn lẻn ra sông cùng lên thuyền, theo chàng đi dọc bờ cho tới tận lúc trăng mọc. Hay tin, nhà vua nổi cơn thịnh nộ, ngài ngự lệnh đuổi chàng trai biệt xứ, không được đánh bắt cá trên dòng sông này nữa. Chiếu chỉ chưa kịp thực thi thì đêm hôm ấy, công chúa ôm khăn gói cùng người tình trốn khỏi kinh thành. Họ đã đến vùng cát ven biển này. Khi triều đình hay tin sai quân lính tới, gia đình chàng ngư phụ bèn dắt díu nhau chạy lên rừng. Họ ẩn ở đó, mấy lần quan quân truy bức nhưng mỗi lần như vậy, thú dữ nơi đây lại làm rào chắn che cho vợ chồng con cái gia đình nhà nọ. Từ đấy họ yên ổn ẩn trốn. Chẳng rõ câu chuyện có liên quan gì đến cái tên của khu rừng. Rừng ẩn chết về phía tây, và cách Lân Cổ chừng 3-4 cây số. Đêm đêm đứng trong rừng, vẫn có thể nhìn thấy quầng ánh sáng mỏng mảnh nơi thị tứ hắt lên. Từ đây, qua sông Thạch Bàn đi tắt về làng cát không quá một canh giờ. Xưa kia đàn ông vùng này vẫn dắt dao sau lưng, lom khom lần lên kiếm củi hái thuốc. Họ quan niệm rằng rừng ẩn là chốn linh thiêng, là nơi huyền bí. Ai có tâm có phúc đều được thần linh nơi đấy che chở phù hộ. Đường lên núi gập ghềnh khó đi. Nếu không thành tâm sẽ khó lần ra lối về dễ làm mồi cho thú dữ. Biết rừng ẩn là căn cứ du kích Việt Cộng. Mấy lần binh lính quốc gia được lệnh càn lên nhưng rừng ẩn mịt mờ. Đường đi lối lại ngoắt ngoéo dễ vào khó ra, u u minh minh thiên la địa võng. Việt Cộng lại ẩn hiện khôn lường. Bởi vậy kéo quân đi, rồi lại tơi tả chán nản kéo quân về. Đánh vào rừng ẩn khác nào đấm vào bị bông. Mấy ngày qua rừng ẩn ẩm ướt chịu nặng, mây xả thấp vờn trên ngọn cây. Rồi mưa, nước trên đồi cao đổ về không ngớt. Những con suối mùa khô co lại, dịp này phình nở chảy âm ầm. Trong hang đá lưng chừng núi, chiều nay có cuộc họp của cán bộ làng cát. Sau ngày Tám Phụng làm phản và sau trận càn gần đây, hết thảy cán bộ chủ chốt và du kích của làng đều lánh lên cứ. Ai cũng ý thức rằng đây là biện pháp tình thế, biện pháp tạm thời. Phương châm là phải bám dân, bám địa bàn. Hơn chục con người ngồi quanh chiếc bàn ghép bằng nứa, ánh sáng từ cửa hang hắt vào mờ mờ. Bí thư chi bộ ba tánh nhìn khắp lượt mọi người. Ta bắt đầu nghe, tôi triển khai nhanh để các bộ phận còn vào việc. Tình hình thế nào các anh biết cả rồi. Âm mưu của địch là tìm cách triệt phá cho bằng hết đảng viên, cán bộ du kích và cơ sở ở làng cát. Sự phản bội của Tám Phụng đã gây ra không ít tổn thất. Các anh Nguyễn Đình Thanh, Lương Thúc, Đinh Hiệt, Đào Khắc Độ, Nguyễn Bách Hoàng, Mai Người thì bị giết, người bị bắt. Tôi đề nghị tìm cách thịt Tám Phụng, xã đội trưởng Mười Bang chợt nói to. Anh nhấp nhổm trên ghế như người ngồi đúng tổ kiến lửa. Chuyện đó rồi tính, ba tánh nói nhưng cảnh cáo Tám Phụng không dễ nghe. Từ ngày chiêu hồi, Tám Phụng du rú trong đồn của ba hoàng suốt. Không diệt Tám Phụng thì diệt Trần Nhũng. Anh Mười để tôi nói hết đã, ba tánh ngắt lời xã đội trưởng. Tuy bằng tuổi lại ở cương vị bí thư, nhưng lúc nào ba tánh cũng tôn trọng Mười Bảng. Anh rõ Mười Bảng nóng nảy nhưng là người bộc trực, tốt tính và hăng hái, còn dũng cảm thì khó ai bì. Từng một mình một súng, xông vào làm náo loạn hội đồng xã khiến Trần Nhũng và đàn em xanh mặt. Tôi nhất trí với ý kiến anh Mười, để lấy lại lòng tin cho dân một mặt ta phải củng cố lực lượng mở rộng cơ sở, mặt khác phải cảnh cáo một số tên ác ôn. Chuyện đó chúng tôi lo được, Mười Bảng sốt sắng. Không quá dễ như thọc túi lấy quả mận quả ổi đâu, nhưng phải làm. Kế hoạch cụ thể tôi đề nghị, anh Mười chủ động bàn thêm với anh em du kích. Nhưng nhớ đấy cũng là biện pháp trước mắt, chủ trương lâu dài tỉnh chỉ thị phải có nhiều trận đánh lớn. Ai chẳng khoái đánh lớn, nhưng tìm đâu ra vũ khí anh ba? Anh hỏi tôi hỏi ai? Bí thư về bảo sắp có súng đạn mà mong hoài vẫn bần bật, định đánh địch bằng cùi trỏ sao? Điều ấy tỉnh biết, huyện biết và đang tìm cách gỡ. Mấy ổng còn lo hơn anh em mình. Chuyện tiếp nhận súng đạn là chuyện dài dài. Tiến biến tới đâu trên phổ biến đến đó. Có cơ sở vững, có lực lượng mạnh mới nói tới việc nhận vũ khí được.
Hôm rồi Sáu Sinh có nhắc lại rằng trong khi chờ đợi, làng Cát phải hành động, lấy vũ khí địch đánh địch và tận dụng mọi thứ có trong tay. Khó lắm, mấy khẩu moi ở đất lên, khi bóp cò đạn không nổ, tôi ngán cách nói tận dụng mọi thứ trong tay quá trời. Mười Bảng có cái lý của Mười Bảng. Anh đã nhiều phen len lỏi vào tận xào huyệt bọn trùm ác ôn, tưởng đã ăn chắc ai dè khi bóp cò súng không nổ, lành chí đưa được cái mạng thoát ra khỏi chốn hang hùm ổ sói đã là may. Những lần vậy Mười Bảng bực bõ, vò đầu bứt tai tiếc hùi hụi. Chẳng lẽ mình cứ ngồi chờ? Không chờ là nói để lường cho hết. Bây giờ tôi chuyển qua chuyện trước mắt. Ba Tánh nói tiếp. Ngay trong đêm nay tôi đề nghị huy động bà con làng Cát, đấu tranh chôn cất Thím Tư cho chu đáo. Đây là việc nghĩa việc tình, và cũng là cách biểu thị thái độ của chúng ta. Chuyện Thím Tư, nhỏ Ba Thành biết chưa anh ba, có người hỏi. Việc đó anh Sáu Sinh khắc có cách, khỏi lo đi. Ba con thằng Ba Hoàng là lũ nhẫn tâm. Hồi nhỏ thằng chó này vẫn lê la tới nhà Thím Tư, chơi với thằng Thành đó chớ. Đồ phản phúc, tôi mà có súng. Khỏi dài dòng nữa, anh Mười. Chuyện ba con Trần Nhũng có nói suốt buổi cũng không hết. Ba Tánh ngước lên. Sắp tối rồi, các bộ phận chuẩn bị còn qua sông về làng cho kịp. Nhớ không quá khích gây tổn thất nghe. Đêm đó trời tối thui, làng Cát đông cứng trong nỗi thấp thỏm. Nơi bãi dương, đoàn người kéo thành một vệt dài lặng lẽ bước, bóng họ liêu siêu hắt lên nền trời đen đặc. Đám đàn bà con gái đi trước, kế đó là những người khênh quan tài đàn ông chốt hậu. Mọi người đi chậm, qua bãi dương qua Tràng Cát, cuối cùng dừng lại bên gò đất trống. Ở đó một hố sâu đã được đào sẵn. Sáng hôm trước, từ Lân Cổ hai chiếc xe nhà binh vội vã cắn đuôi chạy về làng Cát. Chiếc xe Jeep dẫn đầu, phía sau là chiếc xe tải. Thi thể Thím Tư Đờn, thằng con trai Trần Nhũng cho đặt trên đó. Đến sát bãi dương hai chiếc xe dừng lại. Ba Hoàng từ chiếc Jeep nhảy xuống. Viên đại úy vẫy tay, bọn lính lập tức xúm vào khiêng xác Thím Tư. Người Thím quắt hóp, bề bết máu cứng khô. Ba Hoàng chọn một chỗ đất cao và lệnh đặt Thím lên đó. Rồi thằng đại úy hô, vô làng lùa dân ra, già trẻ lớn bé gì xua hết. Gần trưa lính Ba Hoàng cũng đưa được hơn chục người, đa phần là ông bà già và trẻ con ra mô đất trống gần bãi dương, nơi có thi thể người đàn bà làng Cát. Viên đại úy nhìn khắp lượt mọi người, ánh nhìn hăm dọa rồi y nói, các người nhìn cho thiệt rõ để làm gương nghe. Theo cộng sản, tiếp tay cho cộng sản số phận sẽ là vậy. Ai có ý chôn Tư Đờn cũng sẽ bị phơi nắng như Tư Đờn đó. Nhiều tiếng sụt sùi, có người lau nước mắt. Các người cứ nhìn cho kỹ nghe. Nói rồi Ba Hoàng vẫy tay, đám lính nhâng nháo nhảy lên chiếc xe tải. Hai chiếc xe lại cuốn bụi hướng về phía Lân Cổ. Xác Thím Tư phải qua hai ngày nằm phơi dưới nắng, tối nay mới được dân làng mang đi táng. Khi mọi người chuẩn bị hạ huyệt, từ trong làng hơn chục dân vệ do Nguyễn Sấn chỉ huy hò nhau chạy tới. Gã chỉ huy dân vệ chứng lại trước đám đông, hô, to gan, ai cho các người chôn cất mụ cộng sản này, đã có lệnh chia là phơi nắng đến khô. Ông Năm Bảo bước lên, nói vậy mà không sợ phải tội sao ông dân vệ, Thím Tư cũng là người làng Cát như ông đó. Mụ đã che chở cho Sáu Sinh, trùm cộng sản vùng này. Ông chớ quên ông giáo Sáu đã từng dạy chữ con ông nghe. Không lý luận, Nguyễn Sấn quát, anh em dân vệ, đưa xác Tư Đờn về chỗ cũ. Đám lính dẫn vào chỗ chiếc quan tài, mấy người đàn ông vội cản lại. Các chú chớ làm vậy, thất đức. Bọn này chỉ biết làm theo lệnh. Không được, ông Năm Bảo đưa tay, vơ con dao bài to bản trông như cây đao của quan Vân Trường, đứng chắn trước quan tài nói to, kẻ nào đụng vào Thím Tư Đờn hãy bước qua xác lão đây. Sống ngần này tuổi cũng đủ rồi. Bọn lính chùn lại, Nguyễn Sấn dẫm chân, định làm loạn phải không gô cổ Năm Bảo. Bọn dân vệ lại xông vào, đám đông dân làng cũng ào lên. Đôi bên giằng co, một phụ nữ nói to, anh em dân vệ, bọn họ giết người mà không cho chôn cất, xét về đạo lý anh em thấy có được không?
cùng là người làng, anh em nên để bà con lo cho thím Tư mồ yên mả đẹp. Có báng súng thúc mạnh vào bụng Năm Bảo, ông ối một tiếng quặn người lảo đảo. Nguyễn Sấn giật khẩu cạc bin trên tay một dân vệ định bắn, nhưng đám đông đã kịp vây quanh ông Năm. Nguyễn Sấn chớ với giữa đám người. Trong lúc đang lộn xộn, những người ở gần quan tài đã nhanh trí đưa được thím Tư vào huyệt và tùa nhanh đất xuống. Nguyễn Sấn bứt ra khỏi đám đông, chĩa súng lên trời bóp cò. Tiếng nổ vang đanh trong đêm, mọi người giãn ra. Ai dám phản loạn sẽ bị trừng trị. Nguyễn Sấn nói to, đừng tưởng người cùng làng nên tụi này chùn tay nghe. Dân làng đứng im nhìn gã chỉ huy dân vệ. Người phụ nữ lúc nãy bước tới. Ông Sấn, ông chớ quên mình cũng là người làng Cắt. Người làng mình sống có nghĩa tình. Ác quá sợ rồi chết lại không có đất chôn. Mụ dọa ta hả? Không ai dọa ông, nhưng ông cứ ngẫm đi. Nguyễn Sấn lúng túng ngó trước nhìn sau, thấy đám dân vệ trơ ra bèn nói to. Các người tự gây họa thì dáng chịu nghe, ngày mai liệu mà ứng phó với lính của Ba Hoàng. Đi tụi bay. Cũng tối ấy, Ba Thành và Sáu Quyên ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, vượt sông Thạch Bàn về làng Cát. Mùa này dòng sông rộng ra nước đỏ lử, chảy cuồn cuộn. Vừa nhảy lên bờ, Ba Thành đã có ý nhào vào làng. Chú Sáu dặn dò sao? Em quên rồi ba. Sáu Quyên làm bộ nghiêm vội giữ Ba Thành lại. Chị ơi, chị cho em được nhìn mặt má em lần cuối. Rồi Ba Thành chợt khóc to. Má ơi sao má khổ thế? Con về với má rồi nè. Con ở gần má mà. Sao chúng nó ác quá vậy? Má có tội tình gì? Sáu Quyên thấy mùi hai mắt cũng rưng rưng, nhưng cố gắng nuốt nước mắt vào trong làm bộ cứng. Thôi mà, chị can. Để tụi đó biết em và chị về làng nguy hiểm lắm. Nghe chị. Ba Thành không đáp, ngồi hướng mặt vào rặng cây khóc tức tưởi. Sáu Quyên cũng khóc theo. Có điều cô kìm không để bật to thành tiếng. Biết tính Ba Thành, chiều nay Sáu Giáo đồng ý cho anh về làng, nhưng ông cử Sáu Quyên đi kèm. Việc đã rồi, dù thế nào cũng phải bình tĩnh nghe ông dặn chú cho Sáu Quyên theo, và Sáu Quyên là người chỉ huy. Nhất nhất cháu phải nghe lời, rõ không? Xong mọi việc, khi dân làng chôn cất má và đã về làng, chị em mới được vô. Thắp hương cho má xong phải qua sông trong đêm. Giọng ông Sáu nghèn nghẹn, chú chưa về được, cháu thay chú thắp thêm cho má nén nhang. Nước mắt người bí thư tỉnh ủy diện ra. Ông vội quay mặt sang chỗ khác, rồi ra hiệu cho Sáu Quyên và Ba Thành lên đường. Với thím Tư, Sáu Sinh có quá nhiều điều để nhớ và chịu quá nhiều ơn huệ. Thời 9 năm khi còn dạy học ở làng Cát, thím Tư là người duy nhất biết Sáu Sinh được tổ chức cử về đây nắm địch, gây dựng phong trào. Hồi ấy Sáu Sinh ốm nhách lại đau yếu luôn, trái gió trở trời là ôm ngực ho sù sụ. Mỗi lần thấy vậy, Tư đờn lo lắm. Thím sốt sắng lần lên lân cổ lấy thuốc, tự tay sắc rồi sai anh em thằng Thanh thằng Thành mang sang. Có miếng gì ngon thím giấu nhịn để, như thím vẫn nói dành cho thầy giáo sắp nhỏ. Có dạo Sáu Sinh nằm bẹp tới mấy ngày như người cảm hàn, ông lang hành nghề bốc thuốc trên lân cổ thím mời về sau khi xem mạch người bệnh, lắc đầu lạnh lùng buông một tiếng. Khó, thím Tư hốt hoảng, không còn cách chi sao thầy. Chị đủ tiền bạc theo chăng? Tư đờn hoang mang, thím đào đâu ra tiền bạc, kiếm đủ để nuôi hai thằng con đã khó. Thím ẩn tiếng thở dài, bối rối nhìn Sáu Sinh hệt giải khoai héo đang nằm trên giường, lại nhìn người thầy lang có khuôn mặt bí hiểm vô hồn như khuôn mặt các pho tượng vẫn để nơi đình chùa. Một lát Tư đờn tuông vào buồng, lục lọi trong chiếc dương gỗ rồi mang ra một hộp nhỏ được bọc kỹ qua nhiều lần vải, mở ra. Đó là đôi khuyên vàng ba má tặng hồi thím lấy chồng. Đôi khuyên từng được Tư đờn cất giữ, coi như đồ gia bảo. Bấy nhiêu đủ không thầy? Tư đờn hỏi. Ông lang xoay qua xoay lại hai vật bằng kim loại óng ánh trên tay, không tin là đang cầm của báu ngước lên. Chị bán thiệt, đồ hiếm đó. Mạng người quý hơn chớ. Những năm gần đây, ngôi nhà nhỏ giữa xóm của thím là nơi Sáu Sinh thường xuyên qua lại. Sau nhiều năm bần bật, hôm Sáu Sinh lần tới ngôi nhà đó và cất tiếng gọi nhỏ,
Tư Đờn ngơ ngác như thể người nằm mơ, vội rón rén bước tới Tâm Liếp, hé nhìn rồi tròn mắt thốt lên. Trời Phật, chú Sáu giáo! Sáu Sinh lách nhanh vào nhà. Chị cho lánh tạm nghe Sáu Sinh ngó quanh ngôi nhà, nói nhỏ. Tưởng chú theo tỉnh theo huyện ra Bắc tập kết chớ. Giọng thím Tư chưa hết run. Mà bấy lâu ở đâu? Sáu Sinh vặn nhỏ ngọn đèn. Trên biểu phải có người ở lại với bà con. Suýt nữa Sáu Sinh buột mồm phô rằng, những ngày qua ông và Tám Phụng ẩn dưới chuồng heo nhà Năm Bảo, lần này tôi lại quay về làng cắt quấy rầy bà con. Đừng nói chuyện quấy rầy, có các chú là bà con an tâm rồi. Cách mạng vẫn ở bên cạnh mình mà. Lúc cao điểm tố cộng, đêm đêm lính tuần tra nện gót giày rầm rập diễu khắp làng. Nằm dưới hầm Sáu Sinh thấp thỏm không yên, và ông rõ rằng trên nhà, thím Tư cũng đang giọng tai phấp phòng nghe chừng. Thời đó, bọn dân vệ cắm tấm biển gia đình cộng sản ngay trước ngõ nhà thím. Gia đình nào có người thân đi tập kết đều có bảng đen, danh sách đen như vậy. Những người thuộc diện thân cộng, vài ba ngày lại bị gọi lên hội đồng xã thẩm vấn. Không khí trong làng ngột ngạt căng thẳng, cái sống cái chết cách nhau chỉ sợi tóc. Những ngày đen tối ấy, thím Tư lặng lẽ nuôi giấu Sáu Sinh trong nhà. Người trong vùng không hay đã đành, mà cán bộ làng cát cũng chẳng ai biết. Sáu Sinh nhìn theo Ba Thành và Sáu Quyên đi khuất xuống núi, mới quay vào lán. Ngồi với Sáu Quyên chờ đợi bên mép sông Thạch Bản, Ba Thành thấy thời gian trôi đi sao chậm chạp. Chiều nay chú Sáu mới báo cho Thành biết mọi chuyện. Cu Nhật chết cháy cùng ngôi nhà và má bị chúng nó bắt, tra tấn đến kiệt sức rồi đưa về làng phơi xương phơi nắng. Chết rồi mà má vẫn chưa được chôn cất. Sao vô lý vậy hả ông trời? Má ơi, con thương má quá. Cả một đời sống nhân hậu, cả một đời làm phúc cho hết thảy những người gặp rủi ro khó khăn. Má có làm mếch lòng một ai bao giờ. Đến con sâu cái kiến má cũng ngại ngùng, không nỡ giết hại. Biết trong nhà ngày mai chẳng còn kế bỏ vào nổi. Hôm nay có người túng bấn cần giúp vẫn vét lẻ gạo cuối cùng mang sang cho họ. Một đời tần tảo lam làm hết nuôi chồng lại nuôi con. Chưa một ngày má được thanh nhàn. Sao đời má lại tội vậy? Má ơi, lấy chồng chưa trọn tháng đã phải chia tay. Hồi 953 đi biển biệt, hết chiến dịch này tới chiến dịch nọ. Họa hoàn lắm, có ghé về cũng chỉ ở vài ba ngày. Như chuồn chuồn đáp nước rồi mặc má vò võ một mình, lại ra đi. Năm này qua năm khác vừa lận đận nuôi dạy chúng con, vừa làm phúc làm đức má, vừa ngong ngóng lo âu cho chồng. Hòa bình lập lại ba về, ngỡ lần này được đoàn tụ, nhưng niềm vui của má chỉ thoảng như tia chớp. Mấy hôm sau ba bảo rằng mình sắp theo tàu thủy ra Bắc. Lần này ba đi thiệt xa, còn kéo theo luôn cả anh Thanh cùng đi. Má lại thấp thỏm chờ, thấp thỏm đợi. Cuộc đời má là chuỗi ngày trông ngóng khôn nguôi. Mong chồng lo lắng cho chồng, lại mong con lo lắng cho con. Khi con lên cứ, ngỡ có thêm Cu Nhặt má đỡ hiu quạnh đỡ buồn. Vậy mà ai ngờ. Má ơi, sao má lại khổ thế? Con biết mình phải làm gì đây? Má đi rồi mà con vẫn không được nhìn thấy mặt lần cuối. Muốn khóc to cũng dìm lại, không dám. Gầm trời này sao nhiễu nhương quá vậy chớ? Chợt có tiếng súng từ phía cồn cát đưa lại. Tiếng nổ hặc lên trong đêm khiến bóng tối như bị xé loãng ra. Sáu Quyên và Ba Thành cùng đứng lên. Chúng nó! Ba Thành sợ hãi thốt ra. Để xem chừng đã. Sáu Quyên nói, chắc bọn dân vệ bắn dọa, nhằm ngăn không cho bà con hạ huyệt thím Tư. Chị cho em tới đó nghe, em sẽ liều mạng với chúng nó. Không một tấc sắt trong tay em định làm gì, chờ động tĩnh thế nào rồi chị em mình tính. Má ơi, má ơi, Ba Thành nấc khẽ, tiếng nấc bất lực tắc nghẽn nơi cổ họng. Đêm mông lung, dòng Thạch Bàn trải ra lờ nhờ bàng bạc. Gió từ mặt sông mang theo hơi nước và không khí ẩm ướt thổi lên rất nhẹ. Về khuya tiếng sóng cạp bờ nghe mỗi rõ. Trên không trung những con chim ăn đêm bay qua, bật ra tiếng kêu chéc chéc. Tiếng chim nặng nặng, tanh mùi biển. Người làng cát cho rằng, khi những con chim bắt cá đêm ngoài khơi trở về bất chợt cất tiếng kêu, thường báo hiệu có điềm gở. Khuya, Sáu Quyên và Ba Thành lần về phía trảng cát,
nơi họ biết thím Tư được chôn cất ở đó. Sáu Quyền đi trước, Thành thấp thỏm bám phía sau. Vừa đi vừa quan sát, hàng ngày vào giờ này, Nguyễn Sấn thường cho dân vệ phục ở các bãi dương giáp bờ sông đón lóng du kích từ rừng ẩn về. Nhiều đêm Sáu Quyền suýt mất mạng khi vào làng bắt liên lạc. Đêm nay xem ra yên yên. Có thể bọn dân vệ nghĩ là thím Tư đã được chôn cất, nên du kích không lần xuống nữa. Qua bãi dương, hai người nhau đến trảng cát. Đêm yên tĩnh, chỉ tiếng gió lao xao nơi bãi dương vọng lại. Và trên không trung, vẫn những tiếng chéc chéc khô khan báo điểm gở của những con chim bắt cá đêm. Tới ngôi mộ mới đắp còn nham nhở, Sáu Quyên và Ba Thành cùng thụp xuống. Nước mắt Sáu Quyên giàn giụa, cô dìm tiếng khóc trong họng, miệng gọi tên thím Tư rồi kể lể. Lúc này Ba Thành bình tĩnh hơn. Anh bật lửa, đốt nhang cắm xuống phía trước ngôi mộ lẩm bẩm khấn. Má ơi, con là thằng Ba Thành, con về với má đây nè. Con về mà chẳng chút hoa quả tiền vàng, chỉ có nắm nhang nhỏ thắp lên mộ cho má. Tháng trước khi con lẻn về thăm, má giữ ở lại một đêm và đã dặn rằng gắng giữ gìn mũi tên hòn đạn nó không từ một ai. Đừng để má cô quạnh má buồn. Vậy mà nay má bỏ con ở lại một mình. Má ơi! Sao chúng nó độc ác quá vậy chứ? Con nhớ hôm đó má giờ nắn khắp lượt người con, cười mà nước mắt trào ra, rồi bảo rắn giỏi má mừng lắm. Ai hay đó là đêm cuối con được ngủ cạnh má và cu nhặt, má đặt cu nhặt nằm giữa con và má. Thằng em nuôi thỉnh thoảng lại thức giấc quờ tay tìm, biết má vẫn nằm cạnh nó chóp chép miệng yên tâm ngủ tiếp. Thằng nhặt chưa đầy năm, có tội tình chi mà bọn chúng giết. Má ơi, tuần nhang này con thắp dùm chú Sáu. Chú Sáu gửi lời thăm má đó. Má nghe rõ con nói không má? Giọng Ba Thành nghẹn lại, rồi khóc thút thít như trẻ nhỏ. Sáu Quyên thỉnh thoảng lại nấc to. Cồn cát tối mò, bóng hai chị em nhòa vào phần mộ. Xa xa có tiếng sóng biển mải lên bãi vọng vào, âm thanh rời rạc buồn tênh. Em chào thím lần nữa rồi còn đi, Thành. Trời sắp sáng đó. Tiếng Sáu Quyên nghẹn ngào, cô cúi xuống vái ba vái. Con đi nghe thím, sống thím ở với làng cát này thác xuống cùng tổ tiên thím lại về với cát mà. Thím cứ an giấc nơi đây, thỉnh thoảng về làng con lại ghé thăm. Con đi. Ba Thành gục xuống phần mộ, chưa muốn đứng lên. Sáu Quyên nhắc, nào, đừng yếu đuối vậy thím Tư buồn. Ba Thành bật khóc thành tiếng. Má ơi, con đi. Khổ thân má quá, sao má lại phải lạnh lẽo nằm đây một thân một mình hả má? Con đi rồi con sẽ về với má. Có tiếng chó sủa trong làng vọng tới. Sáu Quyên ngẩng nhìn, kéo vội Ba Thành. Lẹ lên em. Hai người lần về chỗ bãi dương. Sáu Quyên ấn Thành ngồi xuống. Nè, ra bờ sông và chờ chị ở đó nghe. Chị, vô làng một lát rồi ra ngay mà. Cho em đi cùng. Không trả lời Ba Thành, nhanh như con sóc Sáu Quyên bật khỏi những thân dương, thoáng cái đã mất hút vào bóng đêm. Cô lần về phía ngôi nhà cuối xóm của Tư Nhâm. Đêm yên tĩnh, sau những ngày mưa rầm rề bầu trời nơi rừng ẩn giáo mây, quang đãng trở lại, nằm trên chiếc võng vải, Sáu Sinh trông rõ những ngôi sao đang nhấp nháy sau kẽ lá. Ông hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, khép nhẹ mắt cố tạo thoáng thư giãn nghỉ ngơi. Ông đang vui. Chiều nay bộ phận quân sự đã báo cho hay, tổ điện đài trung ương cử vào đã được đón và đưa về cứ. Sáu Sinh liền tuông tới. Hóa ra toàn anh em quen biết, đều người tỉnh nhà ra Bắc tập kết thời năm tư. Ôm lấy nhau mà nước mắt giàn giụa. Mừng khôn xiết, sáng qua nghe báo cáo rằng, bộ phận công tác đặc biệt vẫn chưa bắt liên lạc được với tổ điện đài từ ngoài cử vào, đang ngồi trên chiếc ghế dài ghép bằng nhiều cây vầu trong ngôi lán dựng nơi khu rừng. Sáu Sinh bật dậy hệt chạm phải sâu gióm. Ông lặng đi một lát rồi nói, giọng cáu bẳn. Chưa đón được anh em coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí biết, đây là việc hệ trọng liên quan đến một chủ trương chớ. Người đội trưởng lúng túng. Chúng tôi ý thức được. Và đã lần tìm khắp các bãi các vũng. Vô lý, chợt Sáu Sinh quay lại và hỏi. Đã ra Vịnh Xuân Đài chưa? Báo cáo,
chúng tôi nghĩ Xuân Đài là nơi địch thường tập trung quân nên. Sáu Sinh ngắt lời, đêm nay bố trí ra đó coi. Rất có thể anh em mình lợi dụng yếu tố bất ngờ khi địch cậy đông nên chủ quan. Rõ, Vịnh Xuân Đài rộng lại trống trải, nên cần phối hợp với du kích làng cát nhưng phải tuyệt đối bí mật. Có khả năng anh em mình trà trộn vào thuyền của dân. Sáu Sinh đã đúng. Mấy hôm rồi chiếc thuyền của tổ điện đài có giấy tờ làm ăn hợp pháp nên đã vào Vịnh Xuân Đài, giả bộ như thể thuyền đánh cá của bà con ngư dân vùng bên bị lạc, ghé lại tìm nước ngọt và mua thực phẩm. Ban đêm họ lẻn lên bãi, tìm chỗ đào cát chôn giấu máy móc rồi tỏa đi bắt liên lạc. Đêm đầu không thấy ai đón, đành chờ. Đêm thứ hai phát hiện ra người cần bắt liên lạc nhưng lại phải lẩn trốn, không dám lộ diện. Nghe chuyện, Bí thư Tỉnh ủy xúc động lặng đi. Cuộc chiến này có những điều thật thần kỳ. Chuyện là vậy mà nghe như không phải vậy. Trong mấy du kích làng cát phối hợp với tổ công tác đặc biệt của tỉnh, đi đón mấy anh cán bộ của khu về gây dựng phong trào có hai liên, người yêu của tổ trưởng Xuân. Từ trong hốc đá phát hiện ba bóng người đang có ý dò tìm. Xuân hất hàm cho một tổ viên ra hỏi ám hiệu. Nhưng anh vội kéo người tổ viên trở lại. Phía tốt người có tiếng con gái nghe quen quen. Thuyền ai mà mấy hôm dày neo hoài nơi đây vậy ta? Hay là thuyền bọn thám báo? Anh Mười. Tiếng ai như tiếng hai liên? Chẳng lẽ lại có sự ngẫu nhiên kỳ lạ như vậy? Không, tụi thám báo tới chi vùng này? Người đàn ông đáp. Chắc mấy cha mạn trong đi đánh cá bị lạc giạt vô. Trừ vậy, chia ra anh sánh vòng sang núi dừa tôi đi dọc bờ. Còn hai liên đi vô mạn hòn trồng nghe. Hai liên. Trời ơi, đúng cô ấy rồi. Hai liên, anh Bảy Xuân, Bảy Xuân đã về quê đây nè. Trái tim trong lồng ngực Bảy Xuân đập rộ lên. Nhưng lúc đó có tiếng người chỉ huy cất lên bên tai. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, bởi vậy bí mật là yếu tố hàng đầu. Nếu lộ ra, trung ương khó bề chỉ đạo. Về quê, nếu gặp người quen phải tránh. Không một ai biết sự xuất hiện của các đồng chí và nhiệm vụ của các đồng chí ở vùng này. Sao nhấp nhổm vậy anh Xuân? Người tổ viên ngạc nhiên hỏi. Chờ đã, người quen. Tổ trưởng Xuân vốn là người trên Thượng Nghĩa, làng Thượng cách thị tứ Lân Cổ cả chục cây số. Hồi sắp đình chiến Xuân đóng quân tại làng Cát và đem lòng yêu hai liên, cô gái được coi là xinh nhất làng hát hay nhất làng. Những hôm bộ đội và thanh niên đốt lửa trại gần bãi dương liên hoan văn nghệ, Bảy Xuân và hai liên thường hò đối đáp. Mỗi lần đôi trai gái cất tiếng, mọi người lặng phắc lắng nghe. Giọng hai liên trong cao vút, giọng Xuân lại dày trầm ấm. Hai giọng hát quyện vào nhau lan trên cát, tan vào gió biển có cái gì đó gợi nhớ gợi thương, khó quên. Không đi bậu nhắc bậu trông, đi thì lại sợ cù mông Xuân Đài. Cù mông là một, dốc chùa rời là hai, dốc răng dốc quyết dốc Xuân Đài là năm. Anh nguyện với em tại bữa trăng rằm, ai làm nên nỗi con tầm xa dâu. Hòa Bình trở về, đơn vị Xuân có lệnh đi tập kết. Hôm gần lên đường Xuân hẹn gặp hai liên nơi bãi dương giáp biển, là chỗ họ vẫn cầm tay nhau hát dân ca. Đi thiệt à? Hai liên hỏi, cô bước chậm lại. Mai có lệnh hành quân rồi. Không nhớ. Nhớ chớ. Vậy mà cầm lòng. Nhiệm vụ. Chưa đi đã thấy nhớ. Xạo. Ra ngoài đó gặp con gái bắc lại quên. Thề, thề. Nếu lời thề hiệu nghiệm thì đã chẳng còn mống đàn ông nào trên đời. Hai liên chợt thở dài. Con gái có thì. Lần trước bảo cưới không chịu nghe. Lần đó chưa biết phải xa. Hai liên dừng lại. Đôi mắt như có lửa chiếu vào Bảy Xuân. Hôm nay cưới được không? Trời đất! Em muốn làm vợ trước khi anh đi. Chúng mình vô bãi dương nghe. Khi hai người mệt mỏi và thỏa mãn gối đầu lên tay nhau nằm xoài trên cát, hai liên nói, bây giờ em không còn giữ anh nữa. Rồi cô xoay qua, xòa tay lên bộ ngực trần của Bảy Xuân, ra ngoài đó được tự do, muốn đến với ai cũng mặc. Anh đã là chồng em và em đã là vợ anh, với anh chỉ em mới có ý nghĩa. Hai liên trườn người, sung sướng hôn vào đôi mắt Bảy Xuân. Thiệt nghe.
nếu có một người đàn ông trên cõi này biết tôn trọng lời thề, đó là anh. Và Bảy Xuân đã thực hiện như vậy. Hơn 10 năm sống trên đất Bắc, lúc nào anh cũng đau đáu nghĩ về làng Cát. Cái đêm chồng vợ cùng Hai Liên trên bãi xế Vạt Dương ám ảnh khôn nguôi, khát thèm, nhớ nhung mong ngóng. Vậy mà lúc này Hai Liên chỉ cách có gang tấc, vẫn không sao quở tới không sao gặp được. Xuân biết cô cũng đang đi tìm anh, đang tìm người cán bộ quân khu về xây dựng phong trào. Đêm thứ ba, tổ điện đài gặp được tổ công tác. Sáu Sinh chở người ngồi dậy, bóng đêm đặc quánh, gió vờn trên vòm lá rất nhẹ. Đâu đó từ những con suối bao quanh căn cứ có tiếng nước chảy vọng tới, tiếng suối về đêm nghe rầm rào, như lời kể chuyện đơn điệu rời rạc của người già. Hôm nay với bí thư tỉnh ủy là ngày đặc biệt, nhiều niềm vui đến với ông. Buổi sáng ba tánh cho người lên báo cáo rằng, việc chôn cất thím Tư Đờn ở làng Cắt đúng như dự kiến, trước áp lực và lý lẽ của dân làng bọn dân vệ đã phải chùn tay. Rồi tin tức của Tư Nhâm và A Năm thu lượm được, do Sáu Quyền báo về khiến ông an tâm. Cuộc họp sắp tới ông sẽ báo cáo và đề nghị với khu ủy, cho tiến hành mở bến chuẩn bị tiếp nhận vũ khí. Các yếu tố gần như chín mùi. Vấn đề còn lại là mở bến ở khu vực nào thuận lợi và an toàn nhất. Điều này đã sẽ được khu ủy quyết định trong hội nghị tới. Sáu Sinh đứng lên, ông bước vào ngôi lán lợp lá ẩn dưới mấy gốc cây lớn, chiếc đèn dầu nơi bàn được vặn to. Từ ngôi lán khít đó, ba Thành bước sang. Khuya rồi chú, Thành nói. Cháu cũng chưa ngủ à? Sáu Sinh ngước lên, ngồi xuống đây. Cháu pha cho chú ấm trà nghe. Khỏi, chú có câu chuyện muốn bàn với cháu. Sáu Sinh nói khi ba Thành đang ngồi đối diện trước mặt ông. Chú sẽ đưa cháu sang bộ phận trinh sát, ở đó có điều kiện tiến bộ hơn. Cháu thấy sao? Nếu được vậy cháu vui lắm ạ. Cháu có nguyện ước đã lâu. Chỉ lo cháu đi rồi lấy ai chăm sóc chú. Việc đó đã có mấy anh bên tổ chức Sáu Sinh nói. Nhiệm vụ của cháu là gắng lập công để thỏa mãn vong linh má. Sang đó cháu có điều kiện trả thù cho má cháu. Không phải vậy. Trả thù cho má đâu ở chỗ diệt mấy tay ác ôn. Phải chung sức để có những thành tích lớn hơn. Dạ, bao giờ cháu? Chú đã bàn với mấy anh bên đó. Cháu có thể sang bất cứ lúc nào. Ba Thành đi rồi. Sáu Sinh mở sổ viết mấy nội dung chính ông có ý định báo cáo trong cuộc họp khu ủy sắp tới. Trọng tâm vẫn là chuyện mở bến, đón vũ khí từ ngoài Bắc đưa vào, lực lượng bến bãi, tổ chức cất giấu bảo vệ. Đêm ở rừng mông lung không khí dường như đặc hơn, về khuya sương xuống dày ngàn ngạt khó thở. Từ trong hốc đá có tiếng tắc kè vọng ra. Vào giờ này, con tắc kè 7-5 tuổi quen thuộc vẫn bò ra điểm nhịp. Sáu Sinh buông bút, nhìn đồng hồ rồi lần tới chiếc võng buộc sẵn nơi gốc cây. Đêm yên ả trôi. Xế thị tứ Lân Cổ, cạnh con đường đi về làng Cát có một quán giải khát nhỏ. Quán không mấy rộng nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui, khách phần lớn là lính. Người ta khoái đến đây bởi quán gần đường cái, bán nhiều chủng loại rượu bia, có nước hoa quả tươi, có đóng chai có, giá cả bình dân. Nhưng điều này mới hấp dẫn, đàn ông thường xả tới chốn này bởi chủ quán Năm Hồng là người phụ nữ dễ dãi, sời lời, gần chạm tuổi 40, nhưng trông vẫn còn nuột nà ngon mắt cứ như khúc giò nạc, thoáng nhìn đã muốn cắn. Cặp vú bánh dày ở tuổi hồi xuân, sau lần áo mỏng không quen đeo phần đỡ gần như chẳng hề nhão xệ qua năm tháng, núng nính nhảy tưng tưng trên ngực theo bước đi như thể mời chào, khiến khối người ngồi uống rượu mà mắt liếc vẹo cả cổ. Mỗi khi Năm Hồng bận chiếc áo trễ cổ, cái rãnh sâu nơi ngực được tạo nên nhờ hai gờ thịt nhô cao gợi mở nhiều tưởng tượng, trong những cái đầu luôn háo thèm của lạ của đám đàn ông. Khách đến đây không những được cợt nhả tán tỉnh nói tục thoải mái, mà khi cơ hội thuận lợi còn có thể sàm sỡ vuốt nhẹ vào cặp mông căng tròn gợi cảm, lúc nào cũng hằn lằn chiếc quần trong loại chế tạo nhiều liên tưởng của bà chủ. Lính rồng biển của thiếu tá hai dạng lúc nhàn cư to nhỏ rằng, người đàn bà này trời phú cho năng lực đặc biệt, Năm Hồng chưa bao giờ có khái niệm no xôi.
sự ham muốn được cái nơi chị là chiếc thùng không đáy. Người ta kháo rằng, một đêm năm hồng có thể chấp cả một tiểu đội lính tơ. Không tin cứ bỏ tiền ra cá cược. Năm ngoái, nghe đầu đã có hơn chục chàng trai lún phún ria mép mới vào lính, góp nhóp được một số tiền và hồi hộp rủ nhau đến quán thử cho biết. Cuối cùng thua. Chị Năm mới ưỡn mình vặn người vài ba chiêu. Những trai tơ khỏe mạnh đã không thể kìm giữ thèm khát và hưng phấn vội vã đổ thống đổ tháo. Ra khỏi phòng cậu chàng nào cũng tặc lưỡi, thòm thèm tiếc rẻ. Còn chị Năm cứ tô hô phơi cơ thể phốp pháp trắng mịn trên giường, giọng rất tình. Ngoài đó có em nào vô nốt để chị còn rửa ráy một thể. Vùng lân cổ nay chỉ một người duy nhất khiến Năm Hồng phải phục, coi là đàn ông thứ thiệt. Đó là Mười Bảng. Da ngăm ngăm người chắc như cây lim, tay chân cứng hệt sắt nguội. Mười Bảng có lần vần cho Năm Hồng bã bựa phải thở bằng tai. Hôm ấy đã khuya, đang lưu thiêu, Năm Hồng lờ mờ cảm thấy có bàn tay ai đó sờ vào chân mình, rồi như thể biết bỏ bàn tay giống con sên mơn man men dần lên đùi. Ôi giời ôi, ai thế? Năm Hồng khoái trá kêu khẽ, khi những ngón tay danh mãnh luồn vào quần thuần thục sờ xịt moi móc chỗ ngã ba giữa hai đùi và bụng dưới. Rồi Năm Hồng đuổi người chộp lấy bàn tay ấy, đờ dại làm đồng minh miết qua miết lại. Ngoan nào, Mười Bảng đây. Ngoan chớ, đàng háo. Mình giết người ta cho kỳ chết nghe. Quần áo nhanh chóng được chủ động tuột bỏ. Khối thịt ngấn ngà lồ lộ sáng bừng trong đêm. Người đàn ông lập tức đổ ụp xuống. Kế đó là xoáy xiết trào dâng những đợt sóng. Mê mụ cuồng si. Giết giết ào ạt dồn dập cuồn cuộn. Cứ như nước biển đập vào bờ đá hôm trời bão. Miệng rên ư ử, mũi thở hào hển. Năm Hồng đê mê ưỡn cong người hưởng ứng. Sau đấy là cảm giác nhũn nhão tan chảy như cục nước đá gặp nhiệt. Khiếp, sao có cái giống đàn ông quý thế? Xong mọi sự, Năm Hồng non nê và mãn nguyện thả lỏng người xẹp ra giường khen ngợi, giọng sung sướng. Người ta cài then cửa chặt vậy cũng mò vô được. Du kích mà. Cô ả nào vớ được anh làm chồng thiệt có phúc, khi nào hứng lại tới nghe. Mười Bảng gật đầu, nhưng sau đó đã lặn một hơi không sủi tăm. Nghe nói chuồn lên giờ, có người phong thanh biết chuyện gì vào tai Năm Hồng. Mười Bảng là du kích Việt Cộng đó. Năm Hồng thản nhiên, cái giống quý ấy của Việt Cộng khác quốc gia sao? Người trần mắt thịt làm sao tôi phân biệt được? Bẵng đi mấy tháng, vào một đêm tối trời Mười Bảng lại lẻn đến. Ác, cho người ta nếm mùi rồi bỏ đi biệt tâm. Mắt Năm Hồng sáng lên, miệng lảo thảo nhớ thấy mồ. Mấy đứa giúp việc đâu không thấy. Hồi chiều chúng xin về dưới quê, đêm nay ở lại nghen. Nhưng Năm phải giúp một việc đó. Cứ làm sướng như hôm nọ, đừng nói chi một việc, mười việc cũng ưng. Năm biết ba Hoàng hôm nay đi đâu không? Hai vợ chồng đánh xe lên Tuy Hòa từ chiều, hình như dự lễ sinh nhật đại tá Long tại câu lạc bộ. Chắc chớ, ở vùng này cu thằng nào to, cu thằng nào dài tôi còn dành nữa là... Cám ơn nghe, nói rồi Mười Bảng tuông đi. Ủa, không ở lại, Năm Hồng tiếc nuối nhìn theo. Thưởng sau nghe Năm. Đấy là hôm Mười Bảng đưa du kích làng cát, đánh vào câu lạc bộ sĩ quan ở Tuy Hòa nhưng không thành. Mấy ngày sau lính rồng biển vào quán uống rượu, kể với nhau rằng ba Hoàng và đám sĩ quan trên Tuy Hòa cao số, lựu đạn Việt Cộng rơi ngay dưới chân nhưng chẳng rõ vì nguyên do gì không nổ. Có người bảo vì chôn dưới đất lâu, bị xịt, thoát chết, ba Hoàng ba Hòa trước đám sĩ quan trong câu lạc bộ rằng sẽ càn lên núi ẩn và quyết hót chẳng sót một bóng cộng quân nào. Ba Hoàng ít khi ra quán này uống rượu, hôm nay là một ngoại lệ. Cái chết của Trần Nhũng khiến viên đại úy bị sốc. Ba Hoàng sốc không hẳn bởi Trần Nhũng là cha đẻ của mình, mà gã bất an bởi nhiều sự. Du kích Việt Cộng đã táo tợn luồn vào tận nhà gã và bắn chết ông già ngay tại bàn uống nước. Một hành động mang tính trả thù khiến gã choáng. Ba Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới tình huống ấy. Dân vệ rào kín vòng trong vòng ngoài, và ông hội đồng là kẻ tinh quái biết lường trước mọi điều.
hôm ngủ trên giường dì ba, hôm lên gác và nhiều đêm ra trụ sở xã nằm chen giữa đám dân vệ. Vậy mà hôm qua nếu hai dạng không gàn thậm chí quát lên như ra lệnh, ba Hoàng đã đưa lính về làm cỏ làng cát, nhất định đã có kẻ thông tỏ đường đi lối lại, biết quy luật sinh hoạt của ông hội đồng và chỉ điểm. Mẹ khỉ, Hoàng vô thức buột tiếng chửi và dốc ngược ly rượu vào họng. Đại úy uống nhiều rồi, trung sĩ Độ, gã vệ sĩ thân tín của ba Hoàng, vẫn léo đẽo theo viên đại úy như cái bóng, nhìn ba Hoàng và gàn. Cho xị nữa nghe chị Năm, ba Hoàng quay vào quầy gọi to, giọng đã phê phê. Người chủ quán dạ nhẹ một tiếng, đánh cặp mông mẩy như hai tảng bánh đúc được bó chặt sau lần vải mỏng trông rất bắt mắt, cầm xị đế lướn phướn bước tới. Năm Hồng làm với tụi này một ly nghe. Ba Hoàng cầm tay người đàn bà, kéo xuống. Trung sĩ Độ vội vàng với chiếc ly để cạnh, rót rượu. Xin chia buồn với đại úy. Năm Hồng ngước nhìn ba Hoàng và đưa ly rượu viên trung sĩ mới rót lên ngang mày. Ly này mong cho ông hội đồng mát mẻ nơi chín suối. Du kích Việt Cộng táo bạo quá. Đôi mắt đỏ ngầu, viên đại úy chạm mạnh chiếc ly của mình vào chiếc ly của Năm Hồng. Táo bạo mẹ gì? Tôi sẽ cho quân lên núi ẩn quét sạch, tiêu diệt hết. Đây là trò của lão Sáu Sinh và mười bàng chớ ai. Mẹ khỉ, nhất định trong làng cát có kẻ giấu mặt. Khui được tôi băm nát nhừ. Năm Hồng thấy đứa nào khả nghi cứ báo nghe, có thưởng. Ông hội đồng chết thảm quá, tội. Câu nói của Năm Hồng thổi phồng nỗi đau của ba Hoàng. Viên đại úy dốc cạn chỗ rượu trong ly ngồi lặng, đi mắt vằn đỏ lờ đờ. Đúng là ba gã chết tang thương quá. Khi được báo, từ trên đồn ba Hoàng tuông về xác Trần Nhũng vẫn nằm trong vũng máu, ngay giữa nhà. Ba vết đạn xuyên qua ngực, trổ ra phía sau loe mở như ba chiếc phễu. Lưng nát bấy, bên cạnh tờ giấy viết nguy ếch ngoặc. Cách mạng cảnh cáo những kẻ làm tay sai cho giặc úp trên mặt. Thằng nào? Ba Hoàng gầm một tiếng xé vụn tờ giấy, rồi đứng lặng như chôn chân giữa nhà cầm bệnh già. Hai hàm răng cắn vào nhau nổi lên những múi thịt rung rung. Người vợ ba của Trần Nhũng ngất xỉu, mềm nhũn hệt bị thịt chúi vào một góc. Khuôn mặt trắng bạc như người chết đuối vừa vớt ở sông lên nghe tiếng gầm của con trai chồng chợt tỉnh, lập cập bỏ ra đôi môi lắp bắp. Họ, chúng có ba đứa, rất sợ. Sao phải sợ, ba Hoàng hét. Mọi lần cãi nhau với chồng bà to mồm lắm mà. Đã kêu, nhưng họ có súng. Đúng là lợn cái, ba Hoàng rủa. Rồi quay qua Nguyễn Sấn lúc ấy đang lấm lét và run rẩy đứng ngơ ngáo bên cạnh các ông canh phòng gác sách vậy đó. Thưa, hay là chính dân vệ các ông có người dẫn đường, sắp tới lượt ông rồi, liệu mà mua quan tài trước? Nguyễn Sấn ngước lên nhìn, đôi môi dầu ra mấp ma mấp máy, giống như đít gà cái lúc vừa đẻ trứng, chẳng rõ lão nói gì. Mà sao lão Nguyễn Sấn ngu vậy chớ? Ba Hoàng tự tay rót rượu vào ly của mình, lại rót rượu vào ly của Năm Hồng, khi nghe súng nổ lại ngỡ ba tôi bắn chơi. Mẹ khỉ, sao có loại rốt nát thậm tệ? Quả ba tôi thỉnh thoảng có chĩa khẩu côn lên trời bắn vài phát dài sầu, nhưng phải phân biệt được tiếng cạc pin với tiếng súng ngắn chớ. Năm Hồng nhớ nghe, tôi đâu đã cho qua vụ này. Ba Hoàng là ba Hoàng, hai dạng là hai dạng, khác nhau chớ. Đụng vào cha con Trần Nhũng, Trần Hoàng là tụi du kích vuốt dâu hùm rồi. Uống đi Năm Hồng, uống với tôi ly nữa nghe. Có ly rượu vào trông Năm Hồng ngon quá ha. Hai má đỏ hây hây. Đẹp, ngồi thêm với kẻ đang buồn này chút nữa. Mất mát gì mà không ngồi. Năm Hồng đưa cặp mắt sắc được kẻ một vệt đen dưới mi rất điệu nghệ. Liếc nhìn ba Hoàng. Chỉ sợ cô đại úy hay lại tới phá quán, kẹt đường làm ăn. Đã có ba Hoàng bảo lãnh còn sợ chi ai. Nếu có người đến quậy cứ báo cho trung sĩ Độ hay. Trung sĩ Độ biết là ba Hoàng biết. Nào cạn. Chợt ba Hoàng đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Đôi mắt như hai hòn than hướng về cửa ra vào. Ủa, ai như là cô Tư Nhâm. Đúng Tư Nhâm rồi. Trung sĩ Độ kêu cô Tư tới luôn. Đúng là có duyên. Đang định gặp cô Tư thì cô Tư tới. Từ cửa, Tư Nhâm lúng túng bước vào.
Tình huống hơi bất ngờ khiến chị bối rối. Chào đại úy, chào trung sĩ, chào chị Năm. Cô Tư ngồi. Trung sĩ Độ kéo thêm chiếc ghế. Tư Nhâm nhẹ nhàng thả mình xuống. Mời cô Tư một ly. Ba Hoàng đưa cho Tư Nhâm ly rượu. Hôm đám ông già tôi thấy có cô Tư đến viếng. Cám ơn nghen. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mấy lần về làng Cát có ý định ghé vô nhà chơi, mà cô Tư đi vắng hoài. Tôi mải chạy chợ. Chỉ hai má con cũng cực vậy sao cô Tư? Thì cướp được của ai đâu mà không phải làm. Lại nặng lời rồi. Nghe nói cô Tư từ chối việc thiếu tá hai dạng chu cấp. Sao đại úy lại ngoèo ông thiếu tá vô đây? Vậy không có việc ấy thiệt sao? Nghĩ tức cười. Một thiếu phụ trên 30 tuổi xinh đẹp, chín nẫu như quả lựu trên cây lúc nào cũng có thể dụng. Nếu không chờ ai đó hoặc hứa hẹn với ai đó thì phải lấy chồng chớ. Cớ gì để ông thiếu tá năn nỉ hoài. Tôi đã chót dại một lần nên đành cam chịu. Tư Nhâm thong thả đáp. Thiệt vậy sao? Năm Hồng, chị có tin điều ấy không? Đại úy hôm nay uống hơi nhiều. Năm Hồng đáp. Nghĩa là Năm Hồng biểu tôi say. Tôi không say. Hai dạng mềm yếu cả tin. Nhưng Ba Hoàng thì khác. Ba Hoàng không tin bé Thảo là con hoang. Người như cô Tư đây làm sao có khả năng ấy. Muốn trăng hoa đâu dễ. Lẳng lờ cũng phải có mác chớ. Đúng không người đẹp Năm Hồng. Để có đứa con ngoài giá thú phải bản lĩnh lắm. Đến tay chơi cỡ vợ tôi hay Năm Hồng đây cũng chỉ dám nhảy múa vờn ve vòng ngoài. Đâu có cây gan mang bầu. Hả? Tôi nói đúng chớ Năm. Suy diễn là quyền của đại úy. Tư Nhâm đứng dậy. Xin lỗi tôi đang có việc bận. Cô Tư đừng đi vội. Phụ nữ có lòng chung thủy một dạ chờ chồng, không chịu thành hôn với ai kể cả người có quyền thế trong quân lực Cộng Hòa. Đáng nể đó. Nói vậy cho vui chớ tôi tin cô Tư. Bao giờ làm lễ cưới nhất định Ba Hoàng sẽ có quà mừng. Quà lớn. Bây giờ cô Tư cứ ngồi chơi. Tôi đi. Tôi còn phải tìm cho ra mấy đứa gan to mật lớn dám giết ba tôi. Nếu phát hiện ra manh mối cô Tư giúp tôi nghe. Đàn bà con gái như tôi biết gì. Chà khéo quá ha. Chào. Ba Hoàng siêu vẹo đứng lên, chật chưỡng bước. Bao nhiêu chị Năm? Trung sĩ Độ vội hỏi. Thôi mà, hôm nay đại úy có chuyện buồn, tôi khuyến mãi. Cảm ơn nghe. Hai Độ chạy ra đường kia rất thành thạo tót lên xe. Chiếc Jeep nổ máy chạy về thị tứ Lân Cổ. Cha đại úy thấy em đâu là gây sự. Tư Nhâm nhìn theo chiếc xe, kỳ thiệt. Cô mới là kỳ, Năm Hồng thu dọn cốc đĩa trên bàn. Lão thiếu tá nó mê thì lấy phắt cho xong. Coi ra hắn cũng là thằng được khỏe mạnh. Cứ vỏ võ một mình, thiếu đàn ông mà cô chịu được. Cô không đòi hỏi, không ham muốn cái thứ đời thường đó à. Phụ nữ như cô thiệt lạ. Em không có cái quyền giành cái không phải của mình. Cái gì là không phải của mình? Sinh ra đàn ông trên cõi này là để làm sướng phụ nữ chúng ta. Ta có toàn quyền. Với nữa hoàn cảnh em chị tính, rồi con chung con riêng em ngại lắm. Ngại thì đừng đẻ thêm nữa. Cô học tôi đây nè, thằng nào háo tôi cho uống nước tuốt. Mất gì hao gì, có mòn đâu mà sợ. Nhưng phải là những gã khỏe mạnh biết cách. Chớ rượu vào rồi nhấp nhấp như con chuồn chuồn đạp nước làm mình thêm ngứa ngáy. Tôi đạp ra khỏi giường liền. Tư Nhâm nhìn Năm Hồng, khẽ thở dài. Những thằng nát rượu như Ba Hoàng vợ nó theo trai là phải. Năm Hồng nói tiếp đêm về nằm ườn xác ra ngáy đàn bà nào chịu thấu. Thằng chồng trước bị tôi quẳng qua cửa sổ cũng bởi vậy. Mình rửa giấy xong ưỡn ra tơ hơ chờ. Nó đi về không kịp thay quần áo ặt ra ngủ. Lại chóp chép miệng nói mớ mồm sặc hơi rượu nữa chớ. Năm Hồng hạ giọng, nhìn Tư Nhâm bằng ánh mắt thông cảm. Đàn bà không có đàn ông tưới tắm khác gì cái cây không có nước. Lúc nào cũng háo cũng cằn cõi khô héo khổ lắm cô ạ. À. Tư Nhâm ngồi im, nghe mà như không nghe. Đôi mắt nhìn ra đường cái giống đôi mắt kẻ vô hồn. Sao chị lại không rõ nỗi khổ nơi người đàn bà khi vắng thiếu đàn ông. Cũng da thịt ấy cũng những nhu cầu ham muốn đời thường ấy. Chớ đâu là gỗ đá. Có ai hay đêm đêm một mình chị bã bời trong nỗi khổ sở. Chống trả quyết liệt với những đòi hỏi nhức buốt cứ dình cơ hội nhoi lên hành hạ.
và đã bao lần chị thở dài với ý định buông xuôi bỏ cuộc. Đời người ngắn, đời con gái càng ngắn, sức chịu đựng có hạn, vở kịch lại không rõ bao giờ mới đến hồi cuối, hồi kết thúc. Chị quá mệt mỏi với vai diễn này rồi. Nhưng có cái gì đó rất khó gọi tên, khiến những tháng ngày qua chị phải trụ và đã trụ được. Chị vẫn làm tốt vai trò của mình trong hoàn cảnh éo le và hết sức cô đơn. Chính chị cũng ngạc nhiên bởi điều ấy. Phải chăng bên cạnh ý thức, cái ý thức bắt nguồn từ gốc gác gia đình hình thành từ khi Tư Nhâm còn bé xíu, cái ý thức được cài nắn tự nhiên vô thức trong những ngày ở cứ, là những ý niệm mơ hồ có tên nhiệm vụ, những quan hệ cụ thể, là thói quen và sự giảng níu vô hình của những sức mạnh kỳ bí không tên khác. Và có lẽ còn là điều cụ thể này nữa, đại úy Ba Hoàng, viên sĩ quan này đã khiến Tư Nhâm quá bận tâm đối phó, mà quên đi những đòi hỏi đời thường. Như Năm Hồng nói, mối hiểm họa luôn rình rập là sự quan tâm đầu tiên của con người. Lâu nay bằng trực giác nhạy cảm buộc phải có, ở những người sống trong hoàn cảnh như chị, Tư Nhâm cảm nhận được rằng Ba Hoàng đã bắt đầu manh nha một điều gì đó, có thể là những nghi ngờ đối với mình. Gã rình rập cho người bí mật theo dõi và mỗi lần gặp lại Huyên Thuyên cố tình khiêu khích. Hễ rỗi rãi hay những lúc nằm một mình trên giường, khuôn mặt có nước da trắng mịn như trứng gà bóc và đôi mắt luôn mở to, với cái nhìn đa nghi soi mói của viên đại úy lại hiện lên. Mỗi khi đụng chị, gã nhếch cặp môi mỏng như lá lúa xéo sang một bên như thể là cười, khiến Tư Nhâm chột dạ. Nụ cười nửa miệng hết sức tinh quái, diễu cợt ấy như thể bảo rằng, đừng phủ phép nghe, đừng nghĩ tôi không hay bà là người của Việt Cộng cài lại. Chẳng hẳn không có lúc Tư Nhâm giật mình tự vấn, hay là thằng mật vụ cả chớn này đã nhìn thấy chút sáng của cây kim vẫn giấu trong bọc. Chỉ nhớ hồi cuối năm ngoái cũng tại quán Năm Hồng, khi Tư Nhâm đang vô tình cầm tờ báo lên coi, một kẻ lạ mặt chừng trên 40 tuổi đã lân la tới tự nhiên ngồi xuống cạnh, thả nụ cười ruồi hỏi. Xin lỗi, trông cô quen quen. Trước đây, hình như cô có ở Ca Năm. Ca Năm? Ca Năm là cái gì thưa ông? Cô không nhớ Ca Năm thiệt sao? Làm sao tôi biết, tôi chỉ là người quê mùa. Chà, quê mùa mà cũng quan tâm tới thời sự ha? Tôi chỉ quan tâm tới giá cá hàng ngày. Thấy cô có đọc báo mà. À, thấy thằng nhỏ tội tội, mua một tờ chơi. Cô có thể. Ông muốn đọc báo hôm nay phải không? Tôi biếu ông. Về tới nhà, lục lạo trí não mãi chị mới lờ mờ nhớ ra kẻ lạ mặt nọ. Hôm đó chị đi bán hàng trên chợ Lân Cổ. Buổi sáng người mua kẻ bán khá đông. Một chú bé bán báo vặt từ phía phố ôm sấp báo trên tay, vừa chạy vừa giao. Báo đây, tin chiến sự mới nhất. Tiểu đoàn dù đã đụng độ với một đơn vị quân Việt Cộng và đã tiêu diệt hoàn toàn. Báo đây. Đi qua chỗ Tư Nhâm, chú bé dừng lại. Mua tờ Cộng Hòa Ngôn Luận, dì hai. Sáng ra dì chưa mở hàng, Tư Nhâm đáp. Không có tiền dì tặng con cá nhỏ, con về nướng cho mèo. Tư Nhâm cười, cái thằng, rồi chị nhặt con cá bằng bàn tay sâu vào dây đưa cho chú bé. Chú bé cảm ơn và biếu Tư Nhâm tờ báo, lại vụt đi miệng dao dẻo quẹo. Tư Nhâm nhìn theo, thấy vui. Ai ngờ hành động của chị và chú bán báo không lọt qua mắt người đàn ông mặc thường phục, đeo kính mắt đang ngồi trong quán giải khát gần đó. Nhóc, người đàn ông vẫy ngón tay trỏ. Ông mua báo, cậu bé bước vào hớn hở hỏi. Nhiều tin hay lắm. Nè, tao muốn mua con cá mày cầm trên tay. Ông muốn mua con cá này, cậu bé nhìn người đàn ông, mắt mở to ngạc nhiên. Đừng tròn mắt vậy, để con cá lại. Người đàn ông rút ví, đưa ra tờ giấy bạc, cầm lấy và xéo đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tập nào. Hẹn gặp lại các bạn.